Vào sáng sớm ngày thứ Tư, Tổng thống Donald Trump gửi thuyết nói rằng nếu ông thua cuộc tranh tụng về lệnh cấm vào Mỹ, quốc gia sẽ không bao giờ có được an ninh và an toàn, phải được hưởng. Tòa kháng án số 9 hiện đang tranh luận về việc chính phủ Trump yêu cầu tái thi hành sắc lệnh cấm dân từ bảy quốc gia có đông dân theo Hồi giáo vào Mỹ. Trong cuộc điều trần hôm thứ Ba, luật sư của chính phủ Trump và luật sư của hai tiểu bang Washington cùng Minnesota thay phiên nhau đưa ra lý lẽ để thuyết phục ba thẩm phán tòa kháng án về lập trường của mình. Các vị thẩm phán có vẻ nghi ngờ lập luận của chính phủ cho rằng lệnh cấm hoàn toàn vì lo ngại khủng bố. Nhưng cũng vẫn hỏi luật sư bào chữa cho hai tiểu bang khi cho rằng sắc lệnh nhắm vào người Hồi giáo một cách vi hiến. Phát ngôn viên của tòa kháng án số 9 ở San Francisco là ông David Madden nói rằng quyết định của tòa nhiều phần sẽ được đưa ra trong tuần này.